Ha, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cường NKT. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay thì mình sẽ đập hộp một chiếc xe lăn. Thì chiếc xe lăn này thì đã quá là quen thuộc với các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình Cường NKT rồi. Tuy nhiên thì một mình đặt chiếc xe này cho một bạn ở Thanh Hóa. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ mở hộp qua qua một chút để theo dõi một số cái đinh vít, một số cái ốc vít để gửi trở lại cho bạn ý để bạn ấy xem được rồi để đảm bảo an toàn. Và sau đó thì mình sẽ có một cái video đầu kéo nữa để mình lắp, hướng dẫn bạn ấy lắp. Thì mình cũng quay video lại và mình up lên luôn. Thì bây giờ mình sẽ nhờ Hiến hỗ trợ mình mở chiếc xe lăn này ra. Và hẹn các bạn ở một video sau, chúng ta sẽ cùng Hiếu mở ra đi và chúng ta sẽ cùng đập hộp chiếc đầu kéo. Thì theo như mình đặt thì chiếc xe lăn này là chiếc xe lăn màu đỏ nha các bạn nhá, và đầu kéo nó sẽ màu đỏ, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi phiên bản xe lăn và đầu kéo màu đỏ. Thì xe lăn này thì Cường nó có tên mình đã up rất là nhiều trên kênh rồi đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy là bên ngoài sẽ bọc được những lớp giấy ni lông, và bên ngoài trong là sẽ có những cái lớp bìa cát tông thùng đựng. Và chiếc xe này thì mình sẽ gửi theo đường xe khách nhé các bạn nhé. Đó, vì bạn này ở Thanh Hóa dẫn đến là Hà Nội với Thanh Hóa thì đi xe khách thì nó cũng đơn giản thôi, nó không như các bạn ở mẹ miền Tây hay là miền Nam đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy chúng ta gần gần dần tiếp cận được với chiếc xe lăn này rồi. Đây các bạn thì nhìn thấy là nó vẫn là như cái đệm ngồi nha, đệm ngồi như mọi lần luôn, nó vẫn là màu đỏ y hệt như những cái xe lăn gần đây mình có quay đấy ạ. Đó, thì với chiếc xe lăn này thì nó nặng là 13 kg nha các bạn nhé, và màu của nó vẫn là màu đỏ mận này, vẫn có những cái để chân này, hiếm mở ra đi, vẫn có những cái để chân này, xe này gập được này mà vẫn tháo bánh được. À, các bạn để ý là nó vẫn có là những cái như là đệm đệm ngồi đây rồi này, có cái để hàng bên dưới này đó. Vì là người bạn này khá là nhỏ dẫn đến là xe này mình nhớ là mình đặt hình như là 36 cm làm ngồi, và dưới chân đây chúng ta hoàn toàn có thể là gập lên được và chúng ta có thể xẻ ra để hàng đó. Rồi ok, về cái để chân chúng ta sẽ để dưới, bánh thì rất là nhỏ này, bánh to của chúng ta sẽ là bánh hơi các bạn nha, và chúng ta có cái mâm bằng nhôm. Tuy nhiên thì mâm này chúng ta hoàn toàn có thể tháo ra được, mâm này gọi là trang trí đẹp đẹp lúc đầu thôi, và sau này chúng ta sẽ tháo ra. Mình quay đằng sau đi đó, thì về bên cạnh nó sẽ như thế này nha các bạn nhé, đằng sau thì nó vẫn có bánh chống lật nha các bạn nhé đó, và bên sau nữa là nó sẽ có một cái túi để chúng ta để một số tờ giấy và những cái cờ lê một lết để chúng ta có thể thay đổi vị trí một số con ốc. Thì nó cũng không có gì quá là đặc biệt cả, chủ yếu là mình mở hộp ra gửi lại cho bạn đấy đó. Thì trên chiếc xe này thì nó sẽ vẫn có cho chúng ta là cái để tay nha các bạn nhé, để tay bên cạnh đây thì các bạn có thể nhìn thấy rồi đó, bên dưới này các bạn có thể nhìn thấy này, bên cạnh đây thì nó không có gì nổi bật cả. Ok đó, thì mình sẽ, các bạn có thể nhìn thấy đó, nó màu đỏ thôi và vẫn có cái đệm chân nha các bạn nhé. Thì nó hầu hết y như những cái video trước của mình đã quay rồi. Thì bây giờ mình sẽ đóng chiếc xe này lại và mình bỏ vào thùng, và hẹn các bạn ở những video sau chúng ta sẽ hiện đóng vào đi. Hẹn các bạn ở những video sau chúng ta sẽ quay cùng với chiếc xe đầu kéo, mình hướng dẫn bạn nên lắp. Đó, nó rất đơn giản thôi, cất luôn vào trong thùng. Nó cũng đấy, nó cũng nhẹ thôi, 13 cân thì nó cũng nhẹ thôi, cũng không quá là nặng đâu. Rồi, ok, cất thêm cái đấy vào. Rồi ok, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của Cường NKT nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường NKT, và đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nha. Xin chào.